Đây sạp để cho thuê cho nè cả nhà. Đây cho thuê sạp luôn. Còn những cửa hàng này đang kinh doanh mở là ta cầm chừng thôi cả nhà ơi. À, còn đây là khu vực phía bên ngoài chợ An Đông cả nhà. Đây những cái kiosk này là bán vàng trang sức này ha, đang đóng cửa ha cả nhà. Cái hóa đơn điện tử đầu vào nó quan trọng lắm, bây giờ hiện tại bây giờ cũng chưa biết là như thế nào nữa. Bây giờ thì cửa hàng người ta cũng chưa có mở cửa kinh doanh ha, nên ta đóng cửa. Để chỗ để sang sạp hết trơn. Đây là cái cổng sau của chợ An Đông ha. À, Thái xin chào tất cả các cô chú cũng như anh chị ha. Hiện tại Thái đứng ở đây là trung tâm thương mại dịch vụ An Đông quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Hôm nay Thái ghé lại chợ An Đông coi tình hình buôn bán của tiểu thương như thế nào ha. Mình đã làm một clip rồi, bây giờ Thái quay lại để xem tình hình bà con mình làm việc với bên quản lý thị trường tình hình buôn bán như thế nào ha. Như theo cảm nhận Thái ban đầu á, hiện tại bây giờ cũng vắng tanh ha. Đây là khu vực phía bên ngoài cả nhà. Rồi vào bên trong tham quan nhà cùng Thái đi xem hiện trạng bên trong buôn bán của tiểu thương như thế nào ha cả nhà. Đây để sang sạp hoặc cho thuê nè ha. Bấm điện thoại không luôn. Đây sạp để cho thuê cho nè cả nhà. Đây cho thuê sạp luôn. Còn những cửa hàng này đang kinh doanh mở là ta cầm chừng thôi cả nhà ơi. Đây đóng cửa hết trơn. Đây sàn sạp nữa nè. Quầy mấy quầy mà có mở cửa là chỉ bán cầm chừng thôi cả nhà. Cái khu này hồi trước sầm uất lắm, bây giờ là đóng hết rồi. Này
để đóng hết trơn cả nhà. Vừa rồi là cũng đa phần là bà con mình đóng cửa ha, mà để coi cái ngọn thị trường như thế nào. Này ta sạp cho thuê luôn này. Còn đây là những cái sạp bán thời trang này cả nhà. Nhìn là ảm đạm luôn á. Đây, sang sạp cho thuê dần này. Trong đây nó hơi tối nha cả nhà, do những sạp này người ta không còn kinh doanh nữa nên tắt đèn hết ha. Đây, tay trái tay phải gì sang tùm lum hết. Trong đây tầm khoảng cái góc này không là tầm khoảng 40 đến 50 sạp ha. Ở đây nè. Nó cho thuê sạp sang sạp hết trơn, giá để đàng hoàng luôn nè cả nhà. Thấy chưa? Thôi giá để luôn á ha. Còn lác đác những cái hộ kinh doanh và kinh doanh mà cầm chừng. Mấy khu vực này tắt đèn hết trơn cả nhà. Mấy cái shop trước thôi, coi như tao bán thì cầm chừng thôi. Mình ra lan can này ha, ra phía bên ngoài nè. Hồi quả đóng cửa quá trời luôn đó nha. Đây là cái khu vực của toàn cảnh của chợ Bình Tây quận 6 cả nhà, thành phố Hồ Chí Minh. Ha, còn đây là góc bên đây nè, cũng đóng cửa rồi. Tao đóng cửa trơn ha. Rất là nhiều luôn. Thiết kế mấy ngói này nhìn đẹp quá cả nhà, nhìn cái màu sắc nhìn thấy rất đẹp ha. Đa phần ở trong đây là người Hoa, người ta sinh sống và người ta kinh doanh khá là nhiều. Những hộ kinh doanh là cũng là mấy chục năm không á. À, tới đây Thái cũng xin kết thúc video ha. Chúc cho cả nhà có một ngày nghỉ cũng như là hạnh phúc bên những người thân yêu mình ha. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Thái nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ạ. Đây là khu vực ở phía bên hông của trung tâm quận An Đông quận 5 đó cả nhà. Đây tiệm vàng nó vẫn đóng cửa như hồi lần này cơ nha. Vẫn tanh ha, đây tiệm vàng hồi trước Thái quay cũng vậy, đóng cửa bây giờ cũng không có mở lại ha. Chỗ để sang sạp ở trơn. Đây là cái cổng sau của chợ An Đông ha. Đây khu vực này trước đây là bán rất là sầm uất luôn, rồi bây giờ đóng cửa ha. Đây khu vực phía sau.
Còn đây là khu vực phía bên ngoài chợ An Đông cả nhà. Đây những cái kiosk này là bán vàng trang sức này ha, đang đóng cửa ha cả nhà. Cái hóa đơn điện tử đầu vào đó quan trọng lắm, bây giờ hiện tại bây giờ cũng chưa biết là như thế nào nữa. Bây giờ thì cửa hàng người ta cũng chưa có mở cửa kinh doanh ha, nên ta đóng cửa. Góc bên ngoài đó cũng vậy ha, nó dài dài đó, nó đang đóng cửa đó. Đây gần chợ An Đông rồi cả nhà, ở ngoài phía bên ngoài nè, các bà con muốn bán ha, cũng vắng vẻ lắm, ngày thường muốn vắng vẻ cái này nè. Tới đây Thái cũng xin kết thúc video ha. Chúc cho cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ bên những người thân yêu mình ha. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Thái nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ạ.